Bây giờ anh hỏi Tấn một câu hỏi này ha. Thường thường á Đã. thì Cảnh hỏi câu hỏi này Tấn chắc Tấn cũng hiểu. Người Bắc á người Đã. ta hay có tánh gia trưởng đúng không? Theo mà Tấn nghĩ vậy Vâng đúng vâng. không? Ừ. Rồi theo mà Vâng tánh vâng. của Tấn á có gia trưởng không nè? Em thì thực ra là cũng cũng không gia trưởng lắm, em tự nghĩ thế. Em cũng là người bình thường. Bởi vì là thực ra thì như em thì em quan niệm là người ở miền nào cũng thế, người miền Bắc cũng thế, người miền Trung cũng thế, người miền Nam cũng thế. Bởi vì Thời buổi hiện đại rồi, nam nữ rất là bình đẳng thì ai à. cũng phải có một cái quan điểm sống riêng của họ. Mình nói mà mình đàn ông mình gia trưởng thì cũng không có đúng, tại vì thời buổi rồi, nam nữ cũng bình đẳng hết trơn rồi. Mình nhịn, mình biết, mình thông cảm cho đối phương thì đối phương tất nhiên sẽ thông cảm cho mình. Lời nói đầu tiên Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của em Tấn. Em Tấn có nhờ Cảnh tìm cho em một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây mong cô chú và khán giả theo Cảnh để nghe em Tấn tâm sự ha. Anh chào Tấn ha. Vâng, em chào anh ạ. Tấn trước tiên mình cho khán giả một lời chúc tốt đẹp nhất ha Tấn. Ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tuấn, mình ở thị xã Sơn Tây ạ. Mình ở cách Hà Nội, thủ đô Hà Nội 40 km. Mình ở miền Bắc ạ. Tấn, năm nay Tấn được bao nhiêu tuổi nè? Mình sinh năm 1984 và năm nay mình 40 tuổi. Tấn năm nay 40 tuổi mà nhìn Tấn rất trẻ, có ai mà nói Tấn năm nay khoảng chừng 32, 33 tuổi không? Dạ, cũng cũng có vài người nói như thế ạ. Gương mặt Tấn rất trẻ. Rồi, bây giờ mình tiếp tục câu chuyện ha. Tình Vâng ạ. trạng hôn nhân của Tấn làm sao nè? Mình năm nay mình thực ra trước đây mình đã từng có gia đình nhưng mà mình đã ly hôn rồi, nhưng mà đến bây giờ thì cũng ly hôn được mấy năm rồi ạ. Cũng ly hôn được được mấy năm rồi ạ. Hồi đó mình cưới vợ năm đó bao nhiêu tuổi hả Tấn? Mình cưới vợ là lúc đấy là 32 tuổi ạ. 32 tuổi. Vâng. Mình ở với bà xã được mấy năm mà phải chia tay Tấn? Mình ở với bà xã được gần gần 3 năm ạ. Gần 3 năm mà phải chia tay ha. Vâng ạ. Ồ, trong cái cuộc sống mà mình chung sống với nhau trong quá trình suốt 3 năm đó, mình có cãi giả hay là có những cái từ ngữ gì mà không có thích hợp với nhau không mà phải để đổi mà phải chia tay á? À, thực ra thì lúc mình mới ấy thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà sau là vợ mình đi theo hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, đi theo hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, nên là cùng nhờ là cũng nghe 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 sự chỉ đạo của hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, nên là cũng nhiều cái nó cũng không hay lắm, nên là cũng hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nên là xong đấy là vợ mình xong là vợ bỏ nhà đi ạ. Thì cái chuyện mà hỏi thánh đức chúa trời mẹ này theo mà Cảnh nghe cũng nhiều rồi, thì nói chung ra là cái chuyện này bên đạo thôi mình cũng không có thèm, mà mình đừng có nhắc tới cái vụ này ha. Nói chung ra là cũng nhiều ấy, nhiều cái cuộc mà vợ chồng hay là con cái cha mẹ cũng cãi giả dù ở vụ hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ này nè. Nhưng mà thôi giờ mình tiếp tục cái câu chuyện nè, mình sống với bà xã vậy có con không Tấn? Dạ cũng không không có con ạ. Không có con ha. Dạ. Như vậy thì vợ Tấn là theo Đức Chúa Trời Mẹ, rồi Tấn là thờ gì? Thờ bên Phật hay là bên nào? Dạ em là thờ bên Phật ạ. À, bên Phật Vẫn đó. thờ và vẫn thắp hương như bình thường ạ.
Đúng rồi. Rồi theo hiện tại giờ Tuấn 40 tuổi rồi, không có con vướng bận. Rồi nhà cửa mình ổn định không Tuấn? Dạ, cũng có nhà có đất đàng hoàng ạ. Ờ, có nhà có đất đàng hoàng ha. Rồi công việc của mình À, nè. thì có cần em phải quay cho không ạ? Không, một chút xíu nữa quay cũng được. À, cái công việc của Vâng. mình đi, cái công việc của Tuấn hiện tại là Tuấn đang làm công việc gì nè? Hiện tại là em đang làm công nhân sản xuất dây, sản xuất dây 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 cáp. Mình làm đó là thu nhập ổn không? Dạ cũng ổn ạ. Rồi chiều cao với cân nặng của Tuấn được bao nhiêu? Em mà cao 1m65 mà nặng 65 cân ạ. Vậy là Tuấn Tuấn là quá ok ha. Bây giờ nè, Nó cũng không được cao lắm. mình muốn tìm một người bạn đời độ tuổi khoảng bao nhiêu? Nếu mà tìm thì cứ tầm nếu mà có điều kiện thì ít hơn em một vài tuổi cũng được, ít kể cả ít hơn em 2 3 tuổi 4 tuổi cũng được. Thực ra thì em cũng không chủ định là tìm người trẻ quá đâu, bởi vì nếu mà trẻ quá thì sợ là cũng không hợp, em nghĩ là có khi ít hơn vài tuổi thì sẽ hợp hơn ạ. Đúng rồi. Bởi vì sợ là Tuấn chị, nếu mà à. trẻ quá thì về cũng nhiều cái suy nghĩ tư tưởng cũng khác biệt nhau thái quá thì nó cũng hơi 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 lệch, nên là có khi là tìm khoảng người cách khoảng 4 tuổi cũng được ạ. Trẻ quá người ta có một cái sự đòi hỏi hay là nói về cái từ mà nhõng nhẽo. Vâng. Tính hồi mà chia tay bà xã tới giờ á, mình có để ý ai không, hay là mình ra đường có ai mà để ý chọc ghẹo mình không? À, em cũng để ý một vài người nhưng mà cũng không hợp lắm, nên là cũng hơi hơi khó. Tính có kỵ người đó ở vùng miền nào không? Không, em không không kỵ ở vùng miền nào, ở miền nào cũng được ạ. Miễn là con người tốt là được rồi ha. Vâng. Mình có cái sự mà đòi hỏi người đó phải có nhà cửa hay là có kinh tế gì không? Cái này thì không ạ. Em bởi vì là thực ra em nghĩ rằng là về kinh tế hay là về ấy thì em cũng không đòi hỏi quá, có nghĩa là cứ em thì em cứ thích lấy mẫu người bình dân là được ạ. Dân ha. Bây giờ Vâng, Tuấn cứ thôi. lương khẩu người bình dân là được ạ. Bây giờ anh hỏi Tuấn một câu hỏi này ha. Thường thường á Vâng. thì cảnh hỏi câu hỏi này Tuấn chắc Tuấn cũng hiểu. Người Bắc á người Vâng. ta hay có tánh gia trưởng, đúng không? Theo mà Tuấn nghĩ vậy Vâng đúng vâng. không? Rồi theo mà Vâng. tánh của Tuấn á có gia trưởng không nè? Em thì thực ra là cũng cũng không gia trưởng lắm, em tự nghĩ thế. Em cũng là người bình thường. Bởi vì là thực ra thì như em thì em quan niệm là người ở miền nào cũng thế, người miền Bắc cũng thế, người miền Trung cũng thế, người miền Nam cũng thế, bởi vì trước đây là em cũng đã từng đi vào trong miền Nam 2 năm rồi ạ. Thì Và nói trước đây là chung em đã từng đi ra vào bây miền giờ nè, thời buổi hiện đại rồi, nam nữ rất là bình đẳng, thì ai Nam. cũng phải có một cái quan điểm sống riêng của họ. Mình nói mà mình đàn ông mình gia trưởng thì cũng không có đúng, tại vì thời buổi rồi, nam nữ cũng bình đẳng hết trơn rồi. Mình nhịn, mình biết, mình thông cảm cho đối phương thì đối phương tất nhiên sẽ thông cảm cho mình. Nó những khi mà hai vợ chồng mà sống chung với nhau thì làm gì mà không có chuyện cãi giả, đúng không? Mà trong trong lúc mà cãi giả nhau mà mình người đàn ông nè, mình biết nhường nhịn phụ nữ, mình biết né, mình biết im lặng những cái câu chuyện đó, thì cảnh nghĩ là không có chuyện gì mà xảy ra để ly hôn hết trơn. Rồi Tấn có cần người đó phải chiều cao hay cân nặng nhiêu không? Nói chung là em cũng cũng không đặt ra một tiêu chuẩn nào đâu, bởi vì thực ra bây giờ là em cũng lớn tuổi nên em cũng không đặt ra nhiều tiêu chuẩn lắm đâu. Cứ người nói chung là khỏe mạnh, lao động bình thường là được. Rồi hiện tại giờ Vâng. Tuấn sống chung với ai? Bây giờ em ở chung với mẹ em ạ. Sống sống chung với mẹ. Ở nhà chỉ có người Vâng. mẹ thôi. Vâng, mỗi 2 người thôi ạ. Có chỉ có 2 người thôi ạ.
đâu bây giờ nè Tấn quay nhà cho cảnh coi chơi với cho khán giả xem thử à. Nhà của Tấn đẹp không ha? Vâng, để em quay cho xem. Ok. Đây À, nhà Tấn đây. để điện thoại ngang á, để điện thoại ngang á, quay ngang á. À. Đây. Wow. Ô nhà Tấn khá đẹp luôn ha, nhà rộng quá Đang rửa rau kìa. nè. À, không có thấy ở tay bịt cái camera rồi không có thấy Tấn ơi. Đấy. Anh có nhìn thấy không ạ? À thấy rồi. Nhà Tấn khá đẹp Vâng, đang ha. có nhìn thấy không? Vâng. Thì cảnh nghĩ nhà cửa Tấn gì quá ok rồi. Chị em phụ nữ nào mà Vâng. nãy giờ mỗi xem video mà có đồng cảm với Tấn á thì mình về nắm tay nhau để xây dựng hạnh phúc rồi ok. Nhà cửa của Tấn quá đẹp. Nhà bếp đây ạ. Rồi ok thôi vậy được rồi Tấn ơi, giờ mình vô tiếp tục câu chuyện ha. Theo mà quay nhà cửa nãy giờ thấy nhà cửa Tấn quá trời đẹp á. Rồi bây giờ nè cảnh xin tóm tắt câu chuyện gì nè. Tấn năm nay là 40 tuổi, sinh 1984, đã từng kết hôn sống với vợ được 3 năm. Trong quá trình chung sống nhau thì vợ chồng không có tiếng nói chung thì cũng đã chia tay nhau. Thì hôm nay có nhờ cảnh tìm cho Tấn một người tuổi thấp hơn Tấn khoảng 3-4 tuổi gì đó cũng được, nhưng mà quan trọng người đó biết cách sống, biết chung thủy, biết chia sẻ trong cuộc sống mà ok hết Tấn, không cần người đó phải giàu sang cho mấy. Thì công việc của Tấn hiện tại giờ bằng công nhân, kinh tế thì cũng khá ổn định, nhà cửa khá đẹp. Hiện tại Tấn sống chung với mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Thì nãy giờ chị em nào có xem video này mà cảm thấy đồng cảm với Tấn thì cứ liên hệ cho cảnh ha. Rồi nè Tấn còn điều gì nói với khán giả nữa không? Thật sự là em bây giờ cũng lớn tuổi rồi nên là cũng muốn ổn định cuộc sống gia đình ạ. Chứ thấy cứ không cứ sống một mình mãi là cũng vất vả. Rồi. Chỉ mong là gặp được người phụ nữ nào phù hợp ạ. Rồi ok, rồi Tấn nè, Tấn có cho phép anh đăng hình ảnh của Tấn lên mạng xã hội không? Dạ có ạ. Sau này Tấn không có quyền kêu anh phải gỡ video này xuống ha. Vâng ạ. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi cảnh cũng xin chúc cho ông bà cô bác ở gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi anh cũng xin chúc em sớm tìm được ý chung nhân của mình hết Tấn. Vâng ạ, Rồi anh em mình tạm biệt khán giả ha. Rồi vâng, anh cũng em chào chào em. anh ạ. Rồi chào.